Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với máy xúc miền Nam Vlog nha. Hôm nay em lại tiếp tục đi đào rãnh mương đây. Đào rãnh mương mình đào ruộng để người ta trồng cây. Bây giờ em sẽ quay lại cái khung cảnh cho mọi người xem. Ok, chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục series gọi là đi ruộng để trồng cây đây. Mình lại lên đánh luống đây. Đây mình quay lại cụ thể công việc của mình cho mọi người xem hôm nay. Ở bên kia thì mình vừa mới đào được 32 luống rồi. Và bây giờ tiếp tục mình lại đào cái luống này. Đấy. Thế này là nó là cái ruộng ổi ngày xưa người ta trồng ruộng. Nhưng mà cái ruộng bây giờ nó bị úng quá, mưa với lại nước ngập vào cây ổi thì nó không lên nữa, thế nên người ta cúc rãnh mương. Thì cái rãnh này nó lại là rãnh đôi mọi người ạ. Tức là một một rãnh thì người ta trồng hai cây cho nên là nó rất là to. Cho nên là mình phải đào cái lượng đất này nó nhiều. Cái đoạn này là đoạn góc cho nên là mình sẽ cuốc đất và mình thả về đằng sau này. Bình thường mình đi cuốc ấy thì là chỉ có một một gầu đi thôi. Nhưng mà do cái ruộng này là nó ở thấp quá, người ta yêu cầu là hai gầu đấy. Cái luống ở bên kia là hai gầu đấy mọi người ạ. Luống mà mình cuốc rồi là hai gầu, còn cái luống này thì là nó chỉ là nó cũng là hai gầu nhưng mà nó là có cái góc ở ngoài này, thế là mình đi ra bên ngoài này thôi. Thực ra nói hai gầu thì nó cũng là hơi bé, bởi vì là bác ấy bảo là cứ cho nó to ra để cho nó được cái bờ đất nó lên cao á, cái đất này nó lên cao, tính toán làm sao để cho nó cân đối người ta trồng cây và cho nó tán tiếp, nó khỏi bị khép vào nhau. Mà ở trên này thì nó là cái ruộng ngô của họ, cái ruộng ngô này thì được thu rồi nhưng mà người ta chưa thu. Cái ruộng này thì ở cái đầu ngoài này thì nó là cái đất cát này, đất thịt này, thì mình đi ra thì nó dễ. Còn ở mấy cái luống bên kia mình đào ấy, là mấy cái luống bên đấy là nó đã ngấm nước lâu rồi, mà cái bùn ở trong đấy nó gọi là bùn thôi chứ nó không phải là đất thịt như là ở cái luống này, cho nên là mình đi vào chỉ đi được một lần thôi. Nếu mà đi lần thứ hai á, là nó lún, nó thụt xuống luôn, nó qua cái lớp cỏ của cái cây cỏ cái bờ ruộng này là nó thụt cả máy xuống luôn. Lúc nãy bị thụt một bên xuống, mình lại cho cái cỏ và mình lại lên được. Không phải là thụt đâu mà nó bị rơi mất một cái bên đằng sau ấy, là nó bị tụt xuống dưới cái bùn. Đấy, các bạn muốn lấy một cái mặt bằng nào đó mình cần nó bằng nào ấy thì các bạn cứ lấy ở cái lề trước đây. Em thường thường em đi làm thì em vẫn hay kể cho mọi người nghe, mà tức là mình cứ lấy ở cái lề trước. Khi mà đã có cái lề rồi thì mình lúc đấy mình cứ vuốt theo cái lề đấy thôi. Thì cái kênh của em ấy thì hiện tại thì cũng có rất là nhiều người các bạn đang muốn hỏi là nói kỹ hơn về cái cách làm, về cách mà mình thi công ấy. Thì cũng theo cái quan điểm của mọi người thì mọi người nếu như mà có cái gì không hiểu thì mọi người cứ bình luận ở dưới cái video này, hoặc là anh em có thể nhắn tin qua cái Facebook của mình, mình có để ở dưới bên dưới phần mô tả của cái video này nhé. Và mình cũng hỏi luôn anh em một chút là bây giờ mình muốn làm thêm một kênh nữa, một kênh YouTube nữa để mình làm chuyên cho những người mới học thôi, bởi vì là cái kênh này thì mình làm thì nó lại là cái lượng người truy cập ở đây thì là toàn các người gọi là người đã làm, đi làm thuê, làm kiếm tiền được rồi. Thì là mình nói vào kênh này thì thực ra là cũng không tiện lắm, bởi vì là quá là nhiều người ta xem cái kênh này rồi, mà chủ yếu là các cái người đã lái rồi. Cho nên mình muốn hỏi ý kiến của mọi người một chút là mình sẽ lập một cái kênh mới, mà gọi là mục đích sử dụng của mình là mình chỉ không phải là mình chỉ đâu, mà mình chỉ gọi là giúp mọi người, những cái người nào mà còn đang học ấy, những người còn đang gọi là
đang đi phụ hoặc là đang cần thêm kiến thức về máy xúc ấy, thì ở cái kênh đấy thì em sẽ nói chi tiết hơn và nói từ cái nhỏ nhất đầu đi. Đấy, giả dụ như kiểu hút dầu hay bơm mỡ thì đấy, cái đấy gọi là cái đơn giản thôi, nhưng thực ra mọi người cứ nghĩ nó là cái đơn giản, nhưng cái đấy nếu như không ai bảo thì nó cũng là một cái phải học hỏi rất là nhiều luôn. Cho nên là em muốn hỏi mọi người là nếu như mà mọi người đồng ai mà đồng ý để em gọi là lập thêm một cái kênh nữa để làm cho những người mà mới học máy ấy, mà đang cần kiến thức về máy, thì mọi người hãy hãy cho em một like và hãy comment ở dưới video này nhé. Nếu như mọi người đồng ý thì mọi người hãy comment chữ đồng ý ở đấy cho em nhé. Đồng ý lập kênh mới để em lập một cái kênh nữa để em gọi là làm cho các anh em mà còn đang đi học, đang đi phụ. Bởi vì là cái kênh này của em nó vẫn, em vẫn làm, tức là mình vẫn hoạt động hai kênh, nhưng mà kênh này thì em sẽ không nói về những cái nhỏ quá, bởi vì là ở những cái giả dụ như kiểu mình đi làm cái này có những cái nó rất là nhỏ thôi, làm nó không đáng gọi là, nếu như người biết rồi thì người ta thấy quá bình thường, nhưng mà người chưa biết thì cảm thấy là cái đấy nó rất là phức tạp, là khó. Cho nên là em muốn hỏi ý kiến của mọi người. Nếu như mà anh em nào đồng ý thì hãy cho em một like và hãy comment ở dưới video này nhé. Thì em sẽ lập một kênh mới trong vòng khoảng độ mấy hôm nữa thì chắc là sẽ có kênh mới rồi, bởi mình chuẩn bị một vài video để đăng vào trong đấy để cho anh em cũng xem luôn. Và nhất là có rất là nhiều anh em là muốn gọi là hỏi mình để đi phụ này, muốn hỏi mình để đi học theo ấy, nhưng mà mình thì ở chủ máy thì người ta lại làm công việc nó gọi là quanh thành phố này thì nó cũng không cần phụ máy, cho nên là mình muốn lập một kênh mới để gọi là mình giúp nhau, giúp anh em là chính ấy. Đấy, rồi đấy là mình hỏi qua mà chút như vậy, và bây giờ mình sẽ tiếp tục vào công việc. Đấy, anh em là nếu như anh em đồng ý thì hãy comment chữ đồng ý ở dưới này nhá, hoặc là cái comment cái ý kiến của mình. Đấy, và bây giờ em sẽ tiếp tục vào cái công việc của em. Thì mình sẽ đào cái rãnh này, nó thẳng từ đây ra đến ngoài chỗ gần bú chuối kia kìa. Đấy, thì cái kỹ thuật làm mương thẳng thì ngày trước em cũng có nói với lại rất là nhiều lần ở những cái luống dòng chanh, với lại đi làm những cái gọi là về rãnh mương đấy, nhất đấy em cũng hay nói rồi, hôm nay nói lại một chút nữa. Các bác làm sao căn cho em cái miệng là cái đầu tiên nhá. Mới lại cái máy của mình mình muốn cái đường thẳng của mình nó chạy đi đâu thì mình phải cho cái máy nó đi theo đấy, và đồng thời nó phải song song với lại cái hàng bên trước đây, cái hàng bên kia đấy. Cái hàng đấy là em đã gọi là đã có sẵn rồi nhá. Cái hàng kia là có sẵn, là bây giờ mình phải làm sao để mình đi vuông với nó. Mình đi vuông với nó thì tí nữa ra đến kia thì nó mới thẳng được chứ. Mình đã làm thẳng từ cái đầu tiên rồi thì mình cứ chạy theo như thế thôi. Từ cái đầu ngoài tít ngoài cùng kia là em đã làm nó thẳng rồi. Đấy. Và ra đến những cái như ở đây nữa thì mình cứ làm nó thẳng theo như thế thôi. Đấy, nó không thể lệch đi được. Đấy, các bác thấy cái luống này nó khoảng 5m đây này. Nó rộng khoảng 5m. Cái cần của em ra vươn ra đã được 4m rồi, xong là nếu mà đến cái răng kia nữa thì nó phải hơn nữa. Mà em đứng nó lại tụt vào trong rồi. Khoảng 4-5m thì đấy. Cái chỗ này thì mình cứ lùn dần ra đâu. Thì mấy hôm nọ em đi làm móng mới lại đi gọi là đi phúc móng mới đi san lớp móng ấy thì ra đều video, nhưng mà hai hôm nay thì tự dưng lại trời nó lại mưa, đi làm loanh quanh chả có thời gian, chả có cái gì video thì hay, thế là chả có video. Mong anh em thì thông cảm. Đó, anh em cố gắng lưu ý cái đề nghị vừa rồi em vừa mới nói nhé.
Em muốn làm một kênh gọi là dành riêng cho các bạn mới học. Gọi là mới học nên cũng nhiều cái mánh khóe, kể cả là những người làm lâu năm người ta cũng nhiều khi cũng chưa biết đâu. Nọ thì em có nghe một ông anh của em vừa mới đi phụ ra được, đang đi làm rồi nhưng mà không biết hút dầu vẫn bị uống dầu đấy. Thì thế mới bảo nhiều người thì biết rồi thì không sao, nhưng có những người chưa biết thì gọi là vẫn mắc phải những cái sai lầm mà còn đó gọi là đáng, gọi là nhẽ ra là không thể mắc phải được. Bởi vì cái hút dầu thì nếu như máy nhỏ này thì ai đã đi làm máy nhỏ thì chắc hiểu, có những lúc mà người ta chỉ đưa cho nó, giả dụ một can dầu 20 lít thì người ta chỉ đổ nó khoảng 15 hoặc là 13 lít thôi để gọi là như cả máy hết dầu mình tranh thủ đó. Nếu như những cái lúc như thế mà các bạn không biết hút dầu thì khó hút lắm. Nếu như can đầy thì mình có thể dùng cách khác rồi, nhưng mà cái can mà nó không đầy, can vơi ấy, thì nó lại là vấn đề khác. Cho nên là nếu như mà hút được dầu này, nhồi được mỡ này, hôm nọ đợt trước em có làm một cái video mà là về nhồi mỡ đấy, thì có rất nhiều người nói là bây giờ ai còn nhồi mỡ như thế. Thì thực ra là nói thật với các bác là ở chỗ em ấy, người ta bán mỡ là hơn 300.000 một cân. Cái mỡ vàng, mà cái mỡ gọi là không phải mỡ xanh đâu, không phải mỡ thối cái đâu đấy, là 300.000 một cân nhá. 300.000 một túi 10 cân, hơn 300 hay là 280 gì đấy, em cũng không nhớ rõ, khoảng đấy. Nhưng mà cái mỡ mà các bác đi mua bơm mà nó mua thẳng ấy, nó là cái loại mỡ vàng đấy nó là 700, còn cái loại mỡ xanh nó là 400 đấy. Thì các em nói với chủ máy bảo thế làm thế thì sướng quá à. Thì thực ra là nếu như mà người ta nói cũng đúng thôi, đầu tư 700.000 vào xong là để mua cái đấy và nó cũng chả đâu vào đâu. Cái này mua 300.000 thôi mà bơm còn được nhiều hơn cả cái kia đấy. Mà trong khi đó là bình thường người ta vẫn bơm như thế được, có phải là ấy đâu. Cái mỡ kia nó cũng có phải là nó gọi là nó như kiểu cao cấp hẳn đâu. Thế chủ máy em bảo là cứ làm cái này thôi đấy. Bác, nếu mà các bác có chủ máy người ta mua cho cái kia thì các bác cảm thấy là nó nhàn ấy thôi, nhưng mà nhiều khi mà có những chủ máy người ta không mua cái đấy cho thì chịu chết. Các bác không biết là nhồi mỡ này thì các bác chỉ có lại phải đi học. Dạ, dần dần sau này nếu mà lên đến máy tầm đời 2010 trở đi thì em nghĩ là chắc là hút dầu thì cũng không phải là hút nữa rồi. Bởi vì là mình cũng có bơm biết, nó theo máy hết rồi, nó có bơm điện, bơm biết rồi. Nhưng mà nó cũng không phải vất vả như ngày trước nữa. Nhưng mà gọi là những cái đấy là mình vẫn phải biết. Mình biết không phải là mình để nói phét hay để oai hay như nào. Nhưng mà biết để gặp những lúc cái trường hợp mà nó gọi là trường hợp đấy gọi là như kiểu là hoàn cảnh ấy, gọi là hoàn cảnh. Dù gặp phải trường hợp như thế mà mình không hút được thì có mà như thế chả không làm được à. Như thế thì chả hại sức khỏe, giả dụ hút dầu hút vào mồm nữa thì như thế là quá là hại sức khỏe thôi. Xong mà nói ra người ta bảo là làm bao nhiêu năm rồi chả biết hút dầu đấy thì chẳng ngại chết à. Đó. Video của em làm thì thực ra là nó hơi dài một tí, thật với các bác là nó dài, nhưng mà video của em nó làm gọi là từ đầu đến cuối chứ nó không phải là mình cắt ghép chỉnh sửa gì, cho nên là nhiều người thì cứ bảo là nó hơi dài, nhưng mà đấy là em quay, thực ra quay để cho nhằm mục đích cho mọi người dễ hiểu thôi. Thì mình làm thì nếu như để chỉnh sửa, qua chỉnh sửa rồi thì nó lại không hay nữa, nó cũng không còn thật nữa. Bởi vì nếu như qua chỉnh sửa nhé, giả dụ mà các bác đi làm ở những cái chỗ như này, cái chỗ đẹp các bác quay, cái chỗ xấu các bác đấy quay thì nó lại là cảm giác là nó là
như kiểu là mình chỉ gọi là cái chỗ nào nó hay thì mình mới quay thôi, chỗ không hay thì không quay đâu. Còn em thì em đi làm quay hết, chẳng qua là cái do cái công việc nó lâu quá thì mình quay ở những cái chỗ nào mà cảm giác nhìn nó gọi là nhìn nó dễ nhìn ấy, tức là nó rộng rãi và nó thoải mái, nó không bị mắc cây mắc cối ấy. Làm là nói chuyện được một lúc ấy thì mình quay. Video của em thì có video thì nó nhanh thôi, có nhưng có video nó là 30 phút 40 phút, 30 phút 40 phút đấy là nó gọi là một phần của công việc, kể cả các bác đi làm đấy đâu mà. Có bao giờ giả dụ các bác cho các bác đến cầm máy em làm, nếu mà làm cái này mà trong vòng mà 5-60 phút hoặc là 1 tiếng 2 tiếng mà các bác làm được cái chỗ này thì lại thành ra lại giỏi quá. Mà máy lốp thì không xuống được đây, máy to không xuống được, máy nếu mà máy xích máy kia thì không nói. Với cái con máy nó bé như này, với lại cái ruộng nó cũng rộng nhưng không phải là nó hẹp đấy. Ruộng nó cũng rộng nữa, cho nên là nhiều khi là làm nó cũng mình thích thực tế hơn, mình cũng không lừa dối nhau làm cái gì. Cái chỗ ở đằng góc ngoài kia nó thiếu bao nhiêu tí nữa mình đi ra đấy mình vuốt qua một tí, nó xa quá. Đi ra đấy bù vào thêm cho nó ít. Thì làm cắt cái đoạn này nó đến chỗ này đi. Cái này thì yêu cầu người ta là cứ lấy đủ đất thôi, chứ còn ở cái dưới này thì sau này người ta là nước nó đọng ở đây mà chả ở đây đâu, cho nên là mình không cần đẹp lắm, mình cứ làm cho nó tương đối, đừng nó nhôm nhoam quá là được, nó nhôm nhoam quá người ta sợ nó lở, nhìn vào sợ nó lở, phẳng phẳng nó cứ gọi là tương đối thì nó biết đỡ bị lở, nó cứ nhát ra nhát vào là đến lúc nó lở thật. Đấy, xong gạt qua nó đi. Đó. Cái chỗ này thì không biết là người ta đi dòng cây gì, chắc người ta dòng ổi kìa. Cái vườn này là vườn ổi mà, bởi vì đất ở đây nó rất hợp với cây ổi. Cây ổi nó rất là quả, rất là to mà ăn nó rất là ngọt luôn. Úp cái cỏ này nó. Chỗ này lúc nãy rất là nhiều rắn với lại nhiều cá, nhưng bây giờ là không thấy nữa rồi. Ở chỗ này nó cao hơn ở cái đằng dưới góc kia. Góc kia nó nhiều cá lắm. À, theo như mình nhìn thì nó cũng không phải là ấy đâu. Nó cũng đến rồi đấy mọi người ạ. Đến cái chỗ bờ rồi đấy, nó phải ra nữa đấy. Đấy, đây có gốc ổi này. Làm thấy cái bờ nó rất to này không? Và bây giờ mình đi ra mình xoa qua kia mình ngó cho nào. Đấy, ở bên này thì cái này thì đã đào rồi này. À đây nó đến ngoài này mọi người. À đây nó thiếu một tí này. Thôi như này là ổn rồi. Nó chỉ đến được như này thôi. Không thể lấy hơn được nữa. Đất này nó rất là dạng như kiểu đất sét thôi, nhưng mà nó hay lở thế này. Chỗ này nó đang hiện tượng nó nứt to lắm, nó nứt như kiểu là nó khô và nó nứt đấy.
Rồi, ok. Rồi thì cái chỗ này ấy, mình đắp nó ra luôn cho nó tí nữa mình đỡ phải phới. Đắp luôn 5 mét luôn. Chỗ này thì mình bù dễ. Ra ngoài này thì nó hẹp dần rồi. Cái đoạn kia là nó có cái đoạn góc góc đoạn cua kìa, cho nên là nó mới bị thế thôi. Đấy, các bạn thấy cái đất này nó nứt rồi. Đường xuống lúc nãy mình xuống ở chỗ này kìa. Đấy các bạn có thấy ở chỗ cái kia nó một cái que kìa không? Đấy. Cái đường này nó sẽ chập vào đấy đấy. Đây này. Giờ mình sẽ cái chỗ này nó đang lún này. Lún này bên này mình cho nó vào đây một tí. Đào tiếp. Đấy, mình lại bù vào cái chỗ này. Chỗ này bây giờ nó hơi hẹp rồi, mình lại nới nó ra một tí. Cái chỗ này nó rộng hơn một tí rồi mình sẽ hạ bớt cái độ sâu của nó xuống, đặt nó dính gầu thì nó hơi sâu. Thôi thì cũng tâm sự với anh em một chút như vậy, cái video của mình xin dừng lại đây nhá, bởi vì là cái lượng video này nó cũng làm này nó cũng rất là dài đấy, không thể là ngắn được. Chiều nay mình sẽ quay tiếp, tối nay sẽ có video. Hôm nay là ngày 25 tháng 24 hay 25 gì đó rồi, để xem điện thoại. Hôm nay là 25 tháng 7 rồi mọi người nhá. Rồi, hẹn mọi người, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nhá. Ok.